Seneca, Những bức thư đạo đức, cuốn sách triết học thực hành về chủ nghĩa khắc kỷ. Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu cuốn sách này. Hãy truy cập ngay Spyroom Store trên Shopee để đặt hàng. Đây là bài viết Lời nguyền kiến thức, The Curse of Knowledge của Vibani đăng trên Spyroom.com. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi, bài viết xin được phép bắt đầu. Gần đây, Vi gặp một khái niệm khá hay ho, lời nguyền kiến thức, nghe thú vị nhỉ? Thế nên, Vi muốn note lại trong bài này để chia sẻ và để mình củng cố não không quên nhanh. Vi sẽ mượn khái niệm này để từ đó tám về một số trải nghiệm của Vi, việc truyền đạt kiến thức cho người khác, việc dạy dỗ trẻ con và việc bày tỏ quan điểm với người yêu. Mong là bạn khi đọc sẽ tìm kiếm được điều gì đó hữu ích cho mình nha. 1. Lời nguyền kiến thức là cái gì nhé? Để giải thích khái niệm này, mình sẽ lấy ví dụ của Matt Devella. Đôi khi, người có 6 tháng kinh nghiệm chơi guitar thì lại giỏi hơn trong việc dạy một người chơi mới hơn là người đã có 20 năm kinh nghiệm dạy. Lý do là họ đã biết quá nhiều, có quá nhiều kiến thức ở lĩnh vực đó, đến nỗi họ quên mất khi là một người mới bắt đầu thì cảm giác nó sẽ như thế nào. Nói một cách khác, đây là sự thiên vị về nhận thức. Khi họ giao tiếp với đối phương, đã vô tình giả định rằng đối phương có đủ thông tin hoặc nền tảng để hiểu vấn đề. Kiến thức đã nguyền rủa họ. Và từ đó, các vấn đề nảy sinh như: lúc đi học, ông thầy giảng một khái niệm mới, nhưng mà trong lúc giải thích, ông thầy lại sử dụng những thuật ngữ mới, và bạn thì kiểu: ủa thầy? Thằng em mới học phép cộng trừ nhân chia đơn giản thôi, bạn giảng cho thằng em phép tính nâng cao này, A nhân B cộng C bằng cách: mày cứ nhân phân phối vào là được, A nhân B cộng A nhân C. Rốt cuộc, em không hiểu gì hết, trong đầu nó còn đang nghĩ nhân phân phối là cái gì, mà nó lại còn chưa biết một sự thật là dấu nhân, là dấu x có thể rút gọn thành dấu chấm và thậm chí là không cần ghi trong một số trường hợp khác. Đùng một phát, cô người yêu mới quen giận bạn. Lý do á, không rõ luôn. 2. Thí nghiệm nho nhỏ. Năm 1990, cô sinh viên tốt nghiệp ngành tâm lý học trường đại học Stanford tên là Elizabeth Newton đã mô tả lời nguyền kiến thức thông qua thí nghiệm như sau. Cô phân nhóm người ra làm hai, nhóm gõ bài hát và nhóm lắng nghe. Mỗi người trong nhóm gõ bài hát được yêu cầu chọn một bài hát phổ biến, ví dụ như bài Happy Birthday, và sau đó gõ giai điệu bài hát lên bàn. Nhiệm vụ của nhóm lắng nghe là đoán bài hát. Bạn hãy đoán xem tỷ lệ đoán trúng bài hát sẽ là bao nhiêu. Trong thí nghiệm của Newton, tổng cộng có 120 bài hát được gõ. Kết quả là chỉ có 3 bài hát được đoán đúng, và suy ra tỷ lệ đoán đúng là 2,5%. Nhưng điều thú vị ở đây là trước khi đoán bài hát, Newton đã hỏi nhóm gõ bài hát rằng: bạn nghĩ tỷ lệ đoán trúng của nhóm lắng nghe sẽ là bao nhiêu? Họ đoán 50%. Tại sao lại như thế? Khi nhóm gõ bài hát, gõ giai điệu lên bàn, đồng thời họ cũng đang nghe được giai điệu của bài hát đang ngân nga trong đầu mình. Trong khi đó, nhóm lắng nghe phải cố gắng trầy trật để đoán được dòng mã Morse kỳ lạ này là bài hát quá gì. Còn nhóm gõ bài hát thì ngạc nhiên tột độ khi mà nhóm đoán phải cố gắng cực kỳ để mà có thể đoán được giai điệu. Vấn đề ở đây là một khi chúng ta đã có nền tảng kiến thức tri thức, ở đây là giai điệu bài hát, thật khó để chúng ta có thể tưởng tượng được nếu không có nó thì sẽ như thế nào. 3. Quan sát bé bé. Chuyện truyền đạt kiến thức cho người khác. Khi truyền đạt kiến thức của mình cho người khác, mình nghĩ tốt nhất là nên xem đối tượng mình muốn truyền đạt tới là ai và từ đó nên điều chỉnh cách truyền đạt của mình đến với họ. Ví dụ như thầy dạy tiếng Trung của mình đã từng kể, đôi khi lúc dạy, thầy phát hiện ra có vài học sinh không biết danh từ, trạng từ hay tính từ là gì. Thầy đã phải dạy hẳn thêm một buổi về các chức năng của từ để họ có căn bản đi tiếp. Vi nghĩ điều này cực kỳ quan trọng đối với ngành giáo dục, khi mà mình là người giáo viên hay người truyền đạt, để mà kiến thức có thể đến với học sinh hay người nghe một cách tối đa,
mình cần phải đặt bản thân vào địa vị của học sinh để biết rằng khi là một người mới, chúng ta hay gặp những vấn đề, khó khăn gì và từ đó tìm cách giảng giải một cách dễ hiểu và trực tiếp hơn. Chuyện dạy dỗ trẻ con. Vì gặp khá nhiều trường hợp gia đình ở Việt Nam xem việc học là việc quan trọng nhất đối với trẻ con và đồng thời xem nhẹ và thậm chí cấm cản những thứ phát triển về thể chất và sáng tạo như chơi thể thao, chơi game, đọc truyện, vẽ, hát, đàn nhạc, v.v. Trong đầu họ chỉ nghĩ đến việc làm sao để có càng nhiều tiền, có địa vị càng cao thì càng tốt. Chúng ta từ bé vốn được cha mẹ dạy từ những kỹ năng nhỏ, từ việc đánh răng 2 lần một ngày, phải trung thực, không được làm việc xấu, ngồi học phải thẳng lưng lên, phải tập thể thao để cao lớn vào. Từng mảnh ghép một được lắp vào tạo nên bức tranh tổng thể, nên con người của chúng ta ngày nay. Nhưng khi lớn lên rồi, chúng ta quên bẵng đi rằng trẻ con hệt như tờ giấy trắng, giống như ta lúc nhỏ, cần được chỉ dẫn kiên nhẫn, cần được yêu thương. Chúng nó mới biết rung động lần đầu, và đôi lúc chúng nó chỉ cần bạn lắng nghe thôi là đủ. Nên khi bạn đối xử với một đứa trẻ con, mong bạn sẽ đặt bản thân vào vị trí của chúng, khoan hay vội nói với trẻ con rằng con phải lo học đi. Người lớn nào thì thoạt tiên cũng là trẻ con, nhưng ít người trong số họ nhớ được điều đó. Chuyện bày tỏ quan điểm với người yêu. Vi từng nghe những câu chuyện về chị em gái chúng mình là hay bực mình người yêu vì chuyện đó mà lẽ ra họ phải hiểu. Ví dụ như đến mùa dâu, bạn hay cáu gắt bực mình và không muốn rửa chén và mặc định là chắc thằng người yêu biết đấy. Và ông người yêu của bạn thì ngáo ngơ, có lẽ là vì chuyện chị em phụ nữ chẳng ai kể ông nghe hết, và thế là bạn giận. Chuyện này hay xảy ra cực, và không phải ông nào cũng may mắn có kinh nghiệm chuyện con gái chúng mình hết. Nên mong chị em chúng mình thôi mặc định rằng ông người yêu hiểu bạn chỉ thông qua ánh mắt và nói rõ cảm giác, quan điểm của mình cho họ nhiều hơn. Và các ông cũng phải vậy, phải nói ra tâm tư của mình nhé. Hy vọng là các bạn thích nội dung lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spiderin.com để tìm được thêm. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.